Trạng thái mệt mỏi sau chuyến bay do chúng ta phải ngồi cố định trên máy bay trong một khoảng thời gian dài, kết hợp cùng với việc chênh lệch về múi giờ tại địa điểm đến, khiến cho nhiều hành khách thậm chí là ngã bệnh sau một chuyến bay dài. Nhưng chúng ta vẫn có những mẹo nhỏ để có thể khắc phục tình trạng này. Mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay nhé. Diễm Loan xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ chị Thu Hiền, là người đã gắn bó với rất nhiều những cái chuyến bay ngắn dài khác nhau vì chị là một tín đồ du lịch, và hôm nay chị ấy sẽ chia sẻ với chúng ta những cái kinh nghiệm để tránh mỏi mệt sau chuyến bay dài. Xin chào chị Thu Hiền. Xin chào Diễm Loan và xin chào quý vị khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Chị Thu Hiền ơi, trước khi chúng ta tham gia vào một cái chuyến bay dài á, thì thường là chúng ta sẽ phải lưu ý những vấn đề gì ạ? Thường thì trước chuyến bay khoảng một tuần thì Thu Hiền sẽ chuẩn bị sức khỏe, ăn uống nhiều hơn bình thường một chút. Bởi vì thường thì trong cái chuyến bay, nếu như mà mình đến những cái vùng mà không quen về thức ăn á, như là ở Ả Rập chẳng hạn, thì mình sẽ không ăn được, ảnh hưởng đến sức khỏe trong chuyến đi của mình. Ngoài ra thì mình cũng nên tập thể dục, giữ sức khỏe, tăng cường sức khỏe. Mỏi khi mà xuống máy bay. Trong quá trình tham gia vào chuyến bay thì chúng ta còn cần lưu ý những vấn đề gì nữa hả chị Thu Hiền? Mình sẽ có thời gian chờ sân bay rất là lâu, hãy tận dụng thời gian đó để mà đi lại càng nhiều càng tốt. Lên máy bay rồi thì nhiệt độ lúc nào cũng rất là thấp, thì tốt nhất là các bạn nên xin tiếp viên cái chăn, xin càng sớm thì càng tốt, bởi vì chăn trên máy bay là có hạn đó quý vị. Và quàng khăn, mặc áo vào, đeo mang vớ vào để mình không có bị cảm lạnh trên máy bay. Nhiều người bảo là họ cảm thấy rất là khó chịu với cái mùi đặc trưng trên máy bay, thì không biết là chị có bí quyết nào để chúng ta có thể khắc phục tình trạng này không ạ? Chuẩn bị trước cái quả quýt rồi mình bóp ra, mình ngửi cái mùi vỏ quả quýt á thì sẽ đỡ đi ít nhiều. Nhưng mà ngoài ra thì quý vị và các bạn có thể chuẩn bị những cái tinh dầu như là tinh dầu chanh, tinh dầu lavender, nên hỏi thăm những người xung quanh là người ta có chịu được mùi đó hay không. Đối với những người mà bị cảm thì tình trạng mà khi đi máy bay ù tai hay nhức tai là lại càng nặng hơn á. Có những cái nút tai mình đeo vô, hoặc là ngáp liên tục, hoặc là uống nước, ăn kẹo vân vân. Nói chung là mình làm cái cân bằng cái lực bên trong và bên ngoài, cái áp suất lên màng nhĩ thì nó sẽ đỡ nhức tai hơn. Còn về vấn đề vận động thì sao ạ? Bởi vì ngồi trên một cái chuyến bay dài cả mười mấy tiếng, nhiều người bảo là nó đau nhức người và nó rất là khó chịu phần chân ạ. Có chứ, mình có thể đứng lên đi lại, nhưng mà chú ý là phải cái đèn cài dây an toàn nó đã tắt rồi, thì mình có thể là đứng lên di chuyển một chút. Mình nên có một chút bài tập, ví dụ như là ngồi tại chỗ, duỗi chân, duỗi tay, xoay đầu, xoay vai, hoặc là đứng lên đi lại ở trong máy bay cũng được. Nhưng mà tuyệt đối quý vị và các bạn không nên dùng thuốc ngủ, bởi vì nó sẽ đem lại cái bên vẻ bề ngoài của mình rất là mệt mỏi. Khi xuống sân bay, người ta sẽ quan sát cái thái độ của mình, cái vẻ bề ngoài của mình. Nếu như mà bị cảm thấy cứ lờ đờ là sẽ bị giữ lại để cách ly, kiểm tra sức khỏe vân vân. Sau chuyến bay, thường là mọi người vẫn sẽ cảm thấy nó hơi mệt mỏi, thì cách nào để cho chúng ta mau chóng tỉnh táo trở lại? Nên chỉnh lại cái đồng hồ theo cái giờ nhịp sinh học mới, rồi có một chút bài tập thể dục buổi sáng, tắm theo thêm một chút tinh dầu hoa hồng hay lavender vân vân, thì mình sẽ cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn. Nên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
ở nơi mới vào buổi sáng càng sớm càng tốt, bởi vì mình như vậy mình sẽ quen dần với cái múi giờ mới dễ hơn, và uống thêm nhiều nước, vitamin để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, và cũng được thì mình tập thể dục một chút. Đi ra với môi trường mới thì mình sẽ quen với cái nhịp đó, ở đó dễ hơn. Ngoài ra thì quý vị không nên tiếp xúc với thức uống như là cà phê hay đồ uống có cồn quá sớm sau chuyến bay, bởi vì nó sẽ không tốt cho sức khỏe của mình. Xin cảm ơn chị Thu Huyền rất là nhiều ngày hôm nay đã chia sẻ cho khán giả của chương trình những kinh nghiệm trong cái việc tham gia vào những cái chuyến bay, sao để chúng ta không cảm thấy mệt mỏi mà có thể hòa mình vào những cái chuyến du lịch hay là những cái chuyến công tác sớm nhất. Và quý vị ơi, đừng quên là chúng ta hãy ghi chú lại và áp dụng cho những chuyến bay đường dài sắp tới của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.